Chúng ta sẽ bắt đầu với phần thiết kế khung phim 3D ở phần 2. Để thiết kế khung phim 3D, chúng ta sẽ mở lại file thiết kế khung phim 2D đã lưu trong máy tính. Chúng ta chọn và open. Tại đây, chúng ta sẽ new layer nằm bên trên layer final 2D. Sau đó chúng ta chọn công cụ gradient. Chúng ta sẽ chọn mẫu gradient bằng cách là click vào biểu tượng màu chuyển sắc để mở hộp thoại gradient editor. Và chúng ta sẽ chọn một mẫu vẽ là copper. Chúng ta click OK. Chúng ta sẽ tô màu trên layer này bằng cách là đặt con trỏ từ phía bên trái và ấn giữ Shift, drag sang phải. Chúng ta nhả màu. Như vậy, chúng ta có một cái mẫu tô chuyển sắc. Từ đây, chúng ta sẽ dùng một lệnh hiệu chỉnh để làm giảm bớt độ đậm của màu sắc bằng cách chọn Image Adjustment Level. Tại đây, chúng ta sẽ chỉnh thông số Output, có nghĩa là lấy bớt màu đậm trong dải chuyển màu, bằng cách chúng ta sẽ nhập giá trị là 210. Như vậy, chúng ta sẽ thấy là mẫu chuyển sắc gần như chuyển thành màu trắng. Từ đây, chúng ta click OK. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển dải màu chuyển sắc này sang đối tượng 3D. Chúng ta sẽ chọn vào New 3D. Chúng ta chọn New Mesh from Layer. Sau đó, chúng ta chọn Deep Map Tool và chọn Blend. Một hộp thông báo xuất hiện và chúng ta đánh dấu check vào Don't Show Again. Sau đó, chúng ta click Yes. Đối tượng sẽ được chuyển thành một đối tượng 3D và chúng ta click chọn trên đối tượng. Như vậy, đối tượng sẽ xuất hiện ba trục và chúng ta sẽ thấy là khi thao tác, chúng ta cần thực hiện những động tác như sau. Thứ nhất, click vào đầu mũi tên để di chuyển đối tượng qua lại theo chiều mũi tên. Như vậy, chúng ta thấy mũi tên màu xanh sẽ di chuyển lên trên hoặc là xuống dưới. Mũi tên màu xanh lam sẽ di chuyển đối tượng xa hay gần. Ở đây chúng ta cần sắp xếp lại các bảng. Do đó, chúng ta crack bảng property. Chúng ta đóng cửa sổ phụ của 3D. Chúng ta di chuyển bảng 3D ra ngoài. Di chuyển bảng layer và đóng các bảng khác lại. Chúng ta đặt bảng 3D bên tay trái, xin lỗi. Và chúng ta ghép bảng property nằm bên dưới 3D. Sau đó chúng ta thu gọn màn hình các bảng 3D và chúng ta để giữ phòng bên trái. Bảng layer sẽ nằm bên phải. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về phần phủ ảnh 2D lên trên đối tượng 3D. Phần này sẽ cho ra một kết quả khung phim với phần ảnh 2D trên model 3D. Để thực hiện phần này, chúng ta mở rộng bảng layer. Chúng ta ẩn layer 3D. Sau đó, chúng ta click chọn layer final 2D. Chúng ta ấn Ctrl A để chọn và chúng ta ấn Ctrl C để copy. Tiếp theo, chúng ta mở lại layer 3D và ẩn layer 2D. Chúng ta ấn Ctrl D để tắt zoom chọn. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển mẫu vật liệu 2D phủ lên trên cái khung phim 3D. Từ đây, chúng ta nhìn trong bảng layer 3D, chúng ta rename lại cho nó với tên là phim trip 3D. Enter. Chúng ta nhìn bên dưới các layer còn gồm có Texture Diffuse Layer 1, Lana Deep Map, Layer 1 Deep Map,
Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa sổ vật liệu tại layer số 1 bằng cách double click lên layer số 1. Chúng ta đánh dấu check vào Don't Show Again và OK để mở cửa sổ vật liệu. Từ đây, chúng ta di chuyển bảng 3D xuống dưới và giống hai cửa sổ này lại với Arrange và chọn True Up Vertical. Từ đây, chúng ta thấy cửa sổ vật liệu mở ra với một hình chữ nhật dài và bên phải là cửa sổ 3D. Chúng ta click chọn cửa sổ vật liệu 2D, chúng ta chọn Edit và chúng ta dán ảnh lên trên layer này. Như vậy, bây giờ trong cửa sổ 2D chúng ta sẽ có hai layer là layer 1 và layer 2. Tiếp đến chúng ta sẽ ẩn layer 1 để khung phim có thể nhìn xuyên thủng qua bên dưới. Sau đó, chúng ta sẽ thực hiện động tác file save từ cửa sổ vật liệu để cập nhật ảnh 2D vào trong khung phim 3D. Chúng ta chọn file save. Như vậy, chúng ta thấy là ảnh được cập nhật lên bề mặt của đối tượng 3D. Từ đây, chúng ta đóng cửa sổ 2D. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm việc trong phần thiết kế khung phim bằng cách tạo ra một file mới. Như vậy, trước tiên chúng ta sẽ ẩn lưới phối cảnh. Chúng ta chọn View, chúng ta chọn Show và chúng ta chọn bỏ check tại 3D Ground Lens. Như vậy, chúng ta sẽ thấy lưới được ẩn đi. Từ đây, chúng ta sẽ tạo một cửa sổ mới để thiết kế khung phim 3D bằng cách chọn File New. Sau đó, chúng ta chọn đơn vị là inch. Chúng ta sẽ nhập kích cỡ cho khung thiết kế là 10 inch và chiều cao là 6.25 inch. Color Mode RGB và Bit Mount là 16 bit. Chúng ta click OK. Như vậy, chúng ta có một background. Tiếp theo, chúng ta sẽ tô background để trình bày một poster khung phim 3D bằng cách chọn Window và chúng ta chọn vào Swatch. Trong Swatch, chúng ta sẽ chọn một màu xanh bằng cách click chọn vào mẫu Boolean Blue. Sau khi chọn, màu foreground sẽ xuất hiện với màu xanh. Tại đây, chúng ta sẽ gõ phím Tab để ẩn các bảng. Và chúng ta bấm phím G để chọn công cụ Gradient. Nếu không thấy công cụ, chúng ta có thể gõ lại phím Tab trên bàn phím. Và bấm Shift Tab để tắt nhóm bên tay phải. Chúng ta sẽ chọn lại mẫu. Với mẫu thứ hai là Foreground to Chimeras, chúng ta click vào mẫu và bấm Enter. Tiếp đến, chúng ta bấm F7 để mở bảng layer. Từ đây, chúng ta sẽ crack trên góc trái xéo xuống gần tâm để tạo lục màu chuyển sắc. Do đó, chúng ta sẽ click trên góc trái và crack gần xéo xéo vào tâm để tạo màu tô chuyển sắc. Như vậy, chúng ta sẽ có một màu tô thứ nhất. Tiếp theo, chúng ta sẽ crack từ góc phải bên dưới và hướng vào tâm để tạo màu tô chuyển sắc. Như vậy, chúng ta sẽ thấy với phần này ánh sáng từ bên trái hướng xéo lên trên và phần ánh sáng ở trên sẽ có cái độ rộng hơn bên dưới góc trái. Như vậy, chúng ta đã có một cái background cơ bản. Từ đây, chúng ta sẽ di chuyển khung phim 3D vào trong cửa sổ thiết kế bằng cách chọn Window Arrange và chúng ta chọn True Up Vertical. Sau đó, chúng ta click chọn công cụ Move Tool. Chúng ta click chọn khung phim 3D và chúng ta crack layer phim strip 3D vào cửa sổ thiết kế. Chúng ta tắt cửa sổ 3D và bây giờ chúng ta sẽ làm việc với khung phim 3D. Từ đây,
Việc thứ nhất là chúng ta sẽ xoay và sắp xếp khung phim theo phối cảnh. Chúng ta quét khung phim vào giữa. Sau đó, chúng ta đặt con trỏ ở biểu tượng thứ ba của trục màu đỏ và xoay khung phim. Như vậy, chúng ta có thể xoay đối tượng bằng cách là right ở các cái biểu tượng thứ hai. Như vậy, chúng ta có thể xoay trước với cái phần màu đỏ bằng cách là xoay nghiêng hướng vào bên trong. Để thực hiện xoay tự do, chúng ta sẽ chọn View và bỏ lệnh Snap. Sau đó, chúng ta crack đầu mũi tên màu đỏ để kéo khung phim hướng vào bên trong. Từ đây, chúng ta crack theo mũi tên màu xanh để di chuyển khung phim xuống dưới một chút. Tiếp đến, chúng ta sẽ xoay với trục màu xanh lam để khung phim hướng lên trên. Và chúng ta xoay trục màu xanh cho khung phim hơi nghiêng lên trên. Tiếp theo, chúng ta sẽ tăng kích cỡ của đối tượng 3D bằng cách là đặt con trỏ vào hộp màu trắng của ba mũi tên. Chúng ta đặt con trỏ vào trong hộp và chúng ta crack để tăng kích cỡ của khung phim. Tiếp theo, chúng ta sẽ di chuyển bằng cách là crack trục màu đỏ vào bên trong. Với phần này, chúng ta sẽ kết hợp để di chuyển khung phim sao cho nó theo một cái phối cảnh lớn dần cho đến nhỏ dần. Ở đây, chúng ta sẽ xoay trở lại một chút để cho cái phần sau sẽ được thấy rõ hơn. Do đó, khung phim bây giờ chúng ta sẽ thấy nó hơi nghiêng từ bên trái sang bên phải. Tiếp đến, chúng ta chỉnh lại khung phim của mình bằng cách là drag lại các trục và xoay nhẹ để đặt lại cho nó đẹp hơn. Bây giờ chúng ta sẽ thấy khung phim của mình nó sẽ lớn dần và từ bên trái sang bên phải. Do đó, ở phần bên phải sẽ là phần đi vào phối cảnh. Như vậy, chúng ta có được một khung phim về phối cảnh. Tiếp đến, sau khi đặt khung phim vừa ý, chúng ta sẽ thực hiện một động tác tiếp theo để tạo phần bóng phản chiếu bên dưới. Từ đây, chúng ta tiến hành đặt sao cho cái khung phim của mình hơi xéo theo khung ảnh. Ok, và bây giờ cái khung phim của chúng ta tương đối ổn. Tiếp đến, chúng ta sẽ tạo phần phản chiếu cho khung phim 3D của mình bằng cách chúng ta thu gọn laser 3D phim chip. Chúng ta click phải và chúng ta sẽ nhân bản laser này. Do đó, chúng ta sẽ có một phiên bản copy. Sau đó, chúng ta sẽ di chuyển laser copy xuống bên dưới của laser phim chip 3D. Từ đây, chúng ta sẽ di chuyển khung phim này theo không gian 3D song song với khung phim chính phim chip 3D bằng cách chúng ta crack mũi tên màu xanh kéo xuống. Như vậy, chúng ta sẽ thấy khung phim này nó song song với khung phim phim chip 3D. Chúng ta đặt sao cho nó vừa khít như thế này. Để thực hiện, chúng ta sẽ tạo một mask và tô lên mask nhằm tạo độ phản chiếu trên nền. Để thực hiện điều này, chúng ta sẽ sử dụng lệnh trên
phim chip 3D copy bằng cách mở màu phải và chọn Convert to Smart Object. Lệnh này sẽ chuyển đổi đối tượng 3D trở thành đối tượng 2D giả lập. Có nghĩa là nó bản chất nó vẫn là đối tượng 3D. Tiếp theo chúng ta sẽ nạp layer mask. Từ đây chúng ta sẽ sử dụng với công cụ tô màu chuyển sắc với trắng đen. Chúng ta gõ phím D trên bàn phím để chuyển foreground và background về màu mặc định. Sau đó chúng ta chọn công cụ màu chuyển sắc và chúng ta click chọn màu thứ nhất foreground to background. Chúng ta bấm enter. Từ đây chúng ta sẽ tô màu trên layer mask của layer copy bằng cách là right từ góc phải và kéo xéo vào bên trong để diễn tả độ trong. Với phần này chúng ta cần thực hiện đảo chiều bởi vì màu chuyển sắc không đúng. Do đó chúng ta gõ phím X trên bàn phím, lập tức màu này sẽ thay đổi và chúng ta thực hiện tô lại. Chúng ta có thể tô một vài lần để tạo độ trong khi vừa ý, có nghĩa là sắc độ của hình bên dưới nó sẽ mờ nhạt hơn so với bên trên. Như vậy chúng ta thấy phần bóng này nó có độ chuyển khá tốt so với phần ở bên trên. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo phần ánh sáng trên khung phim với một layer hỗ trợ. Chúng ta sẽ tạo new layer mới. Từ đây chúng ta dùng công cụ Bruno Lasso vẽ một vùng tròn song song với khung phim. Chúng ta phóng lớn. Và sau đó chúng ta vẽ vùng tròn bằng cách click từ bên ngoài và chúng ta vẽ song song với khung phim. Để thực hiện, chúng ta có thể vẽ dài ra. Sau đó chúng ta vẽ nghiêng theo khung phim và chúng ta sẽ nối vùng tròn trở lại. Tiếp tục, chúng ta sẽ tô màu chuyển sắc với bật foreground thành màu trắng. Chúng ta chọn lại mẫu công cụ và chúng ta sẽ thực hiện với phần chọn vào ô thứ hai foreground to transparent. Chúng ta chọn và ấn enter. Sau đó chúng ta sẽ sửa mẫu này bằng cách là click vào mẫu và mở lại screen editor. Từ đây chúng ta di chuyển ô màu trắng vào vị trí 50 và ô màu đen bên trên cũng vào vị trí 50. Như vậy chúng ta sẽ di chuyển ô màu trắng bên phải vào vị trí 75. Tiếp tục ô bên dưới cũng ở vị trí 75. Từ hai ô bên phải chúng ta ấn Alt+Tab để sao chép qua bên trái bằng cách ấn phím Alt Right ô màu bên phải sang bên trái ở vị trí 25. Tương tự, chúng ta crack ô bên trên với tay trái ấn Alt+Tab và crack với vị trí là 25. Mục đích là chúng ta sẽ tạo hai bên của dãy màu này với tính trong suốt và ở giữa là màu trắng. Sau đó chúng ta click OK. Như vậy, chúng ta sẽ đặt con trỏ bên cạnh trái của vùng tròn và crack xuyên qua bên phải để tô màu chuyển sắc. Như vậy, chúng ta sẽ có mẫu tô màu chuyển sắc với màu trắng. Sau đó, chúng ta bấm Ctrl+D để tắt vùng tròn. Trong phần này, chúng ta sẽ loại bỏ phần thừa phía bên ngoài bằng cách ấn giữ Ctrl và click trên biểu tượng của layer 3D film strip. Chúng ta nạp vùng tròn. Có nghĩa là động tác này chúng ta nạp vùng tròn lên layer 1 một cách nhanh chóng. Sau đó chúng ta chọn select, chúng ta chọn invert nghịch đảo vùng tròn và chúng ta sẽ xóa phần thừa phía bên ngoài với edit clear. Như vậy chúng ta ấn Ctrl+D để tắt vùng tròn. Từ đây chúng ta có thể giảm opacity để
cho ánh sáng nhẹ đi và nó tạo nên độ cong của khung phim. Tiếp theo, chúng ta sẽ copy ánh sáng này để tạo cho phần bóng phản chiếu bên dưới bằng cách nhân bản duplicate layer. Chúng ta click copy. Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn công cụ Move Tool và ấn Shift, nhấp phím mũi tên để di chuyển ánh sáng này xuống bên dưới sao cho nó song song với phần ánh sáng ở trên. Sau khi đã đặt vào phần này, chúng ta sẽ nạp dùng chọn để cắt bỏ phần thừa. Từ đây, chúng ta cũng ấn Ctrl và click lại biểu tượng phim clip 3D để nạp dùng chọn. Và chúng ta ấn phím Delete để xóa. Sau đó ấn Ctrl D để tắt dùng chọn. Và chúng ta sẽ giảm opacity thấp hơn khoảng 25 hoặc 30. Như vậy, chúng ta sẽ có được phần ánh sáng trên khung phim và phản chiếu. Tiếp theo, như vậy, chúng ta sẽ thực hiện một động tác bố trí ánh sáng. Trong phần này, chúng ta sẽ mở lại bảng 3D. Sau đó, chúng ta sẽ mở bảng Property. Trong phần này, chúng ta sẽ nói về cách bố trí ánh sáng. Trong bảng 3D, chúng ta click chọn phim clip 3D. Chúng ta scroll mouse để thu nhỏ hình ảnh. Trong Photoshop, khi tạo đối tượng 3D, nó sẽ mặc định một đèn. Và đèn này có tên là Infinite Light 1. Để bố trí phần ánh sáng này, chúng ta có thể tạo ra 3 đèn. Thứ nhất, đèn chiếu sáng ở phía trước và 2 đèn chiếu sáng ở phía sau. Do đó, chúng ta sẽ tạo thêm 2 đèn nữa bằng cách là click vào biểu tượng và chọn New Infinite. Như vậy, chúng ta sẽ thấy đèn thứ 2 và tương tự, chúng ta tạo đèn thứ 3. Với phần đèn này, chúng ta sẽ click vào biểu tượng con mắt ở phía trước để ẩn đèn. Sau đó, chúng ta sẽ xoay đèn và đổi hướng. Với phần này, chúng ta chọn đèn số 1. Chúng ta sẽ xoay để cho đèn này chiếu từ phía trước. Có thể bạn bố trí chiếu từ dưới lên hay từ trên xuống, và mục tiêu là để cho phần phía trước sáng hơn. Sau đó, chúng ta sẽ mở lại đèn số 2 và xoay nó hướng về ngoài sau. Chúng ta đặt con trỏ trên quả cầu nhỏ và điều khiển cho ánh sáng. Do đó, chúng ta có thể xoay đèn này hướng từ ở trên góc phải xuống. Và chúng ta có thể giảm cường độ đèn này hơi thấp một chút bằng cách là nhập vào giá trị 75 và chúng ta ấn Enter. Tương tự, chúng ta bố trí đèn thứ 3 bằng cách là click đèn thứ 3. Sau đó, chúng ta cũng sẽ click vào quả cầu và xoay sao cho phần ánh sáng chiếu từ bên dưới lên. Và từ đây, chúng ta cũng sẽ giảm cường độ đèn một chút bằng cách là chúng ta nhập khoảng 60. Bởi vì đèn nó xa hơn nên ánh sáng sẽ thấp hơn. Enter. Và bây giờ, sau khi bố trí phần ánh sáng, để có được một kết quả với ánh sáng tốt nhất, chúng ta sẽ chạy lệnh render bằng cách chọn 3D và render. Trong phần render này, ảnh sẽ được chỉnh sửa sau khi các ô vuông quét ngang và nó sẽ hiện ra những cái ánh sáng thực mà chúng ta thấy. Sau khi quan sát phần ánh sáng, ở đây chúng ta thấy phần phía trước hơi mờ, do đó chúng ta sẽ đổi hướng đèn và chỉnh một số thao tác. Để thực hiện điều này, chúng ta click và ngưng render trên màn hình. Sau đó, chúng ta click lại đèn số 1 và chúng ta sẽ xoay để sao cho đèn số 1 chiếu và làm rõ hơn ở phía trước. Như vậy, với thao tác này, chúng ta có thể xoay đổi hướng cho phía trước và chúng ta render trở lại với 3D render. Như vậy, sau khi render, chúng ta thấy phần phía trước cũng đã rõ hơn chút. Trong phần này, để sử dụng chữ thích hợp, chúng ta nên sử dụng một font với tên